Thưa quý vị, ba xe ô tô đã bị hư hỏng sau vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra trên quốc lộ 1A đoạn qua quận 12 thành phố Hồ Chí Minh vào sáng ngày 19 tháng 3. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8 giờ 20 phút sáng ngày 19 tháng 3, xe tải mang biển số 51S2512 do tài xế Trần Ngọc Thêm, 27 tuổi, quê Tây Ninh, điều khiển đang lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng ngã tư An Sương đi ngã tư Ga. Khi đến giao nhau giữa quốc lộ 1A với đường Tô Ngọc Vân thuộc phường Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, xe tải này đã bất ngờ đâm mạnh vào bên hông xe tải mang biển số 51C31928 do tài xế Nguyễn Văn Long điều khiển. Lực tông mạnh làm xe tải trượt lên phía trước, va vào xe ô tô 7 chỗ đang dừng chờ đèn đỏ. Vụ tai nạn làm cả 3 xe bị hư hỏng, giao thông qua khu vực này bị ùn ứ cục bộ. Đến 10 giờ sáng cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn được giải quyết xong. Kính mời quý vị truy cập vào báo Thanh Niên theo địa chỉ thanhniên.vn và đăng ký kênh YouTube của báo Thanh Niên để biết thêm thông tin chi tiết.